Người đàn ông này mua lại một chiếc bàn cổ ở chợ đồ cũ. Trong khi dọn dẹp, anh ta tìm thấy một ngăn kéo bí mật, chỉ cần chạm vào có thể mở ra. Từ trong ngăn kéo, anh lấy ra được một tập thư cũ. Anh mở nó ra xem. Đó là một cuốn nhật ký từ hơn 100 năm trước. Nhưng anh ấy không biết là vào thời điểm 100 năm về trước này, một người phụ nữ lôi ra một ngăn kéo, sau đó thò tay vào trong để ấn. Chiếc ngăn kéo bí mật đồng thời cũng được mở ra. Người phụ nữ vô cùng ngạc nhiên khi nhật ký của mình đã hoàn toàn biến mất. Nhưng điều ngạc nhiên hơn cả mà cô không biết đó là người đang giữ nhật ký của cô lại là dâu, người sống ở 100 năm sau. Trên nhật ký, Kathleen viết rằng bố cô sắp gả cô cho một người lạ. Mặc dù không hạnh phúc nhưng cô ấy bắt buộc phải tuân theo. Bởi vì ở thời đại lúc đó, phụ nữ không có quyền tự do lựa chọn tình yêu. Nhưng dâu cũng không thể làm được gì. Anh lần theo địa chỉ trong nhật ký để tìm đến nhà cô gái. Quả nhiên ở đây có một trang viên. Nhưng dường như bà vú da đen trong nhà đó không hoan nghênh sự có mặt của anh cho lắm. Dâu đã nói với mẹ của mình về điều đó. Mẹ của anh rất thích thú với chuyện đó, còn khuyên anh nên viết lại thư cho cô gái. Thậm chí bà còn lấy ra những con tem của năm đó, nói cho dâu biết địa chỉ của bưu điện. Dâu chỉ nghĩ rằng tất cả những thứ này chỉ là trò đùa của mẹ, nên giả vờ đồng ý cho qua. Nhưng đêm đó dâu không thể ngủ nổi, đến 2 giờ đêm vẫn nằm trằn trọc. Dường như có một giọng nói gọi anh ấy. Dâu đứng dậy và đi tới chiếc bàn cổ. Sau đó anh lấy bút và mực ra bắt đầu viết thư. Tôi đã đọc nhật ký của em. Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra với em. Có lẽ em chính là người trong mộng của tôi. Ký tên một người bạn. Sau đó anh dán thư lại. Sau đó anh lái xe đến bưu điện như mẹ đã nói. Vì nơi đây đã xây dựng đã lâu nên không có người qua lại. Dâu đi thẳng đến thùng thư và đặt lá thư vào. 100 năm trước, người đưa thư đã chuyển đến một lá thư. Đó là thư của dâu. Sau khi Kathleen trở về nhà, mẹ cô đã đưa bức thư đó cho cô. Nhưng lúc này cô ấy rất không vui, bởi vì cô vừa bị cha ép đi gặp mặt chồng tương lai. Bố à, con không yêu anh ta. Sự cương quyết của bố khiến cô gần như gục ngã. Ngay khi cô ấy đọc được bức thư của dâu. Rốt cuộc anh là ai? Lúc này, dâu đang xem một trận đấu bóng rổ. Đột nhiên, anh ấy nhận ra một điều gì đó kỳ lạ, là cái bàn cổ đó. Anh mở ngăn kéo bí mật ra. Dâu đã bị sốc, một lá thư xuất hiện từ hư không. Anh là ai? Tại sao anh lại biết điều đó? Tại sao lại biết đến chiếc ngăn kéo bí mật của tôi? Bằng cách này, hai con người từ hai thế giới khác nhau bắt đầu giao tiếp với nhau. Dâu gửi đến cho Kathleen sự thay đổi của xã hội hiện đại. Kathleen nói với anh ấy về những giáo điều cổ hủ của cha cô ấy. Mỗi ngày, cả hai đều mong đợi những lá thư từ nhau. Lần này, dâu lại tìm đến nhà Kathleen. Dưới sự giải thích lặp đi lặp lại của anh ấy, bà vú nuôi cuối cùng cũng để anh ấy vào nhà. Nhưng những thứ ở đây sớm đã thay đổi rất nhiều rồi. Chỉ khi dâu bước xuống cầu thang, còn Kathleen ở phía bên kia đang đi lên lầu. Sau đó, một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra. Cả hai dường như cảm nhận được sự hiện diện của nhau. Cô ấy đặt tay lên ngực dâu. Anh nhẹ nhàng vuốt má của Kathleen. Kể từ lúc đó, trong tim dâu đã có Kathleen và trong tim Kathleen cũng có dâu. Người đàn ông này lấy ra được một lá thư trong ngăn kéo bí mật. Nhưng tại thời điểm này 100 năm trước, Kathleen đột nhiên phát hiện ra bức thư mà cô đã giấu trong ngăn kéo bí mật đột nhiên biến mất. Bằng cách này, con người từ hai thế giới khác nhau đã có một sự kết nối thật tinh tế. Họ du hành xuyên thời gian, chia sẻ tình yêu và cuộc sống với nhau. Họ phàn nàn với nhau về những điều không vui. Dần dần ngọn lửa tình yêu bùng cháy mãnh liệt trong trái tim của họ. Kathleen mời một nhiếp ảnh ra đến trang điểm thật lộng lẫy. Và sau đó một bức ảnh hoàn hảo đã ra đời. Nhìn vào bức ảnh, dâu trở nên bị mê hoặc. Kathleen thích làm thơ, nhưng tất cả bài thơ của cô ấy đều bị từ chối. Dâu đọc bài thơ của Kathleen cho tổng biên tập, hy vọng anh ấy có thể giúp anh xuất bản nó. Nhưng nhận lại những lời chế giễu. Có điều gì sai trong bài thơ này à? Đây là cái gì vậy? Nó cổ hủ và quá gợi cảm. Vì thế mà dâu đã cãi nhau với tổng biên tập. Ngay cả đồng nghiệp của anh ấy cũng nghĩ rằng anh ấy bị điên. Anh ấy đã viết cho Kathleen và nói rằng cô ấy đừng bỏ viết thơ và cổ vũ cô ấy hãy kết hôn với người mà cô ấy yêu. Dâu đã tự chụp một bức ảnh cho bản thân. Bức thư của dâu đến cùng lúc với những bức thư khác. Nhưng không thể ngờ, bức thư lại bị người hầu đánh rơi mất. Kathleen đã không nghe được tin gì từ dâu trong một thời gian dài. Cô ấy rất khó chịu. Vì vậy, cô quyết định sẽ đi đến các thành phố xung quanh để thư giãn. Trước khi rời đi, Kathleen cũng kể lại cho em gái những gì cô ấy đã trải qua. Lúc này, dâu đang tham gia một cuộc đua xe đạp đổ đèo. Đột nhiên xảy ra tai nạn, anh ấy ngã mạnh xuống đất. Ở bên này, Kathleen cũng bị lắc lư theo. Cô ấy dường như cảm nhận được điều gì đó. Dâu ở trong bệnh viện vẫn ổn, chỉ là anh mãi chưa thể tỉnh lại. Có lẽ linh hồn của anh ấy đã du hành đến 100 năm trước.